Cửa hàng Lột Máy Cưa xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2024. Cửa hàng chúng em lại mới về được một lô máy cưa xích nha. Và bây giờ sẽ lên sóng và quay giới thiệu cho anh em. Anh em ưng trong lô máy cưa xích Nhật bãi lô ngày hôm sau đây của cửa hàng chúng em, ưng những con máy nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em qua đường dây số điện thoại 0354392929 để đặt hàng anh em nhé. Số đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo cho anh em, và đặt hàng ở trên Zalo cũng được. Và bên em thì sẽ không bắt anh em phải cọc cạch gì trước đâu. Anh em mua bán của bên em thì hoàn toàn yên tâm nhé anh em nhé. Và đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ F, F1 này, F2 này, F3 này, F4 này cho tới F8 anh em nhé. Tại sao mà em lại đánh dấu cái ký tự là cái chữ F như thế? Để cho anh em thuận tiện khi anh em đặt hàng của bên em. Ví dụ là anh em ưng cái con này rồi đúng không? Nhưng mà không biết tên con máy là con gì. Đấy, anh em đọc và đặt hàng của bên em rất khó, và cả chúng em lên thì rất là nhiều video. Nên là anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua con F mấy là được anh em nhé. Đây, những cái tờ giấy em dán lên cái phần tay cầm của cây máy này. Đấy, máy nào cũng có đều tờ giấy hết. Và sau đó sẽ là có một dãy số. Dãy này sẽ chính là giá tiền của cây máy anh em nha. Đây là giá thành của cây máy này. Đấy, đây đều công khai giá hết rồi anh em nhá. Anh em mua bán của bên em thì rất là yên tâm, tham khảo giá thoải mái. Và lô sau đây thì đại đa số đều là lô mà nhỏ nhỏ, máy nhỏ nhỏ để cho anh em cắt củi gia đình thôi anh em nhá. Đó, và có hai con F7, F8 này là để cho anh em khai thác tầm trung, và con F2 nữa là để cho anh em khai thác tầm trung. Còn khai thác chuyên nghiệp mà máy to máy lớn thì không có trong lô này đâu nha anh em nhá. Đấy, đây là anh em tham khảo kỹ giúp cả hai chúng em, tránh anh em tình trạng mà về mà bảo là về kéo mà lam 7-80 với lam cả mét là lô này sẽ không có máy to to như thế đâu anh em nhá. Đại đa số là những cái này là dòng máy nhỏ nhỏ mini cho anh em phục vụ sử dụng gia đình, cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh. Rồi, đầu tiên sẽ là con F1 và con F2. Hai con này thì nó là hàng máy nhỏ nhỏ cho anh em. Con này thì cả hàng chúng em đang thanh lý cho anh em cái giá rẻ luôn anh em nhá. Đó, thanh lý cho anh em cái giá rẻ nha anh em nhá. Đấy, con này thì nó là hàng mini cho anh em. Thật ra thì cái dòng này thì nó là hàng máy mới chứ không phải là hàng máy bãi anh em nhá. Máy này là máy mới đập thùng ra này. Đấy, cửa hàng chúng em này về được số lượng nên là công ty đang hỗ trợ giá cho rất là ưu đãi. Có hai mẫu này. Đấy, hai mẫu này F1 và F2. Đấy, F1 và F2 là hàng này là hàng máy mới 100% nha anh em nhá. Đó, và còn từ con F3 cho tới con F8 là hàng máy Nhật bãi. Đấy, anh em lưu ý giúp cửa hàng chúng em riêng có hai con này thôi. Đó, con này thì đây, mini cho anh em về sử dụng gia đình. Anh em nào mà không quan tâm mà máy như thế nào ấy, cốt là máy giá thành rẻ, xài ngon và độ bền ổn định thì con này sẽ phù hợp cho anh em nhé anh em nhé. Hàng này là máy mới 100% này, hàng này mini tay cụt. Về cho anh em cắt những khúc gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi bằng cái phích nước đổ lại đấy anh em. Đấy, giá thành thì vừa phải lắm anh em, 1.250.000 thôi anh em nhé. Quá rẻ cho con máy này rồi. Đó, dòng này thì nó là hàng lam sẽ dài là 30cm cho anh em này. Đấy, anh em thấy không? Lam rất là nhỏ nhẹ cho anh em nhé. Và con này thì cân nặng chỉ tầm khoảng 3kg và 3,5kg thôi anh em nhé. Sử dụng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này. Đấy, anh em lấy con này cho em về, nói chung là anh em xài ít ấy, lấy con này cho em thì xài thì đảm bảo là rất là ok nhé anh em nhé. Anh em về gọi như là làm cây cảnh đồ linh tinh ấy, hoặc là anh em nào mà sử dụng ít, nói chung là dăm bữa nửa tháng mới bỏ ra sử dụng một lần ấy, thì lấy con này cho nó vừa túi tiền nha anh em nhá. Thay vì anh em mà lựa như mua những cái con mà máy cưa pin hoặc là máy cưa điện ấy thì nó dở lắm anh em, không xài được đâu. Làm con này cho cửa hàng chúng em máy móc vừa khỏe, xài rất là ổn định, giá thành thì chỉ ngang với con dòng cưa pin cưa điện thôi. Vâng, và nếu mà anh em nào đây giá thành đó, kinh tế nhà mình không cao nhưng mà vẫn muốn cho mình một chiếc máy cưa hàng nòng to, nòng lớn để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác, thì hôm nay lên cho anh em con tiếp tục, con này là con Nakata. Đấy, F2 giá 1.500.000 thôi anh em nhá. Đấy, cửa hàng chúng em căn bản là cửa hàng chúng em nhập số lượng nhiều nên là công ty nó ưu đãi giá cho anh em. Nên là anh em mua của bên em ấy thì bao cho anh em giá thành lúc nào cũng vừa túi tiền cho anh em. Và máy thì đảm bảo chất lượng nhá. Làm con này sẽ dài 55cm cho anh em nhá. Xích là 34 mắt xích, lốc hợp kim nhôm luôn, lỗ bô 3 cửa xả, thoát khí rất là tốt. Đó, vòng tua máy cao khỏe. Và đặc biệt con này thì nó là hàng máy nòng lớn nên là nó sẽ tích hợp cho anh em cái chụp giật trợ lực luôn này. Con này tích hợp chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng luôn anh em nhá. Đấy, sử dụng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 nha anh em nhá. Nòng của con này là 45mm và công suất của con này là 54cc. Con này thì riêng con này thì cái công suất của nó to nên là nó có thể kéo được khoảng lam 70cm đổ lại anh em nhá. Anh em lưu ý giúp cửa hàng chúng em 70cm đổ lại.
Còn theo máy của nó sẽ là lam dài 55cm. Đấy. Con này khỏe, cắt hạ gốc cây đồ linh tinh thoải mái luôn anh em nhé. Về anh em có những kiểu cây nhãn hay là cây hòe hay là cây gì á, anh em ở ngoài miền Bắc đó, mà coi cây vải, cây viết linh tinh làm trong vườn nhà nhà mình, có những cái gốc cây đó, thì anh em lấy con này cho cửa hàng chúng em về cắt hạ gốc cây thoải mái luôn anh em nhé. Cắt cây dừa, cây viết thoải mái luôn đấy anh em. Rồi, ra test nổi cho anh em nghe qua này. Máy nổ rất êm ái. Và đến nữa phụ tùng ấy thì sửa chữa con này thì nó rất là dễ dàng anh em nhé. Riêng con F1 và con F2 đến nữa linh kiện thay thế sửa chữa rất là dễ dàng cho anh em. Đó. Rồi, bây giờ là qua con đây, từ con F3 đổ đi là hàng máy Nhật bãi này. F3 cho tới F8 nha anh em nha. F3 là một con máy cơ xích đến từ nhà thương hiệu Hitachi, giá thành 1.800.000. Đấy, con này thì nó là hàng mini cho anh em về sử dụng gia đình, cắt những khung gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi bằng cái phích nước đổ lại, hoặc là bằng khung gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại nha anh em nhé. Giá thành 1.800.000 cho con này. Hàng này thì nó là hàng máy của Nhật, zin 100%. Cam kết cho anh em là máy chuẩn zin đét đẹp, đến từ nhà máy hàng Nhật anh em nhé. Đây, máy này là đến từ nhà thương hiệu Hitachi. Hitachi nha anh em nhé. Sử dụng hai ốc chân lam. Lam của nó sẽ dài là mặt cắt là được khoảng tầm độ gang rưỡi tay gì đó. Đó, mặt cắt, phần mặt cắt nha anh em nhé. Xích là sử dụng xích mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Hỏng hóc đến nữa mua xích, mua giếc thì rất là dễ dàng. Đấy, con này thì cân nặng khoảng tầm 4kg nha anh em nhé. 4kg. Đó, công suất của con này là 30.1cc này anh em. Anh em nhìn không? Công suất là 30.1cc nha anh em nhé. Đó, con này thì mini nhỏ nhẹ cho anh em về làm vườn, làm riếc đồ linh tinh ấy, hoặc là anh em là rãnh nương nhiều, cần một chiếc máy cưa nhỏ nhẹ, nói chung là cầm lớn tuổi là cầm đi làm để gọi như là cắt cành cà phê rồi cắt cành bơ đồ linh tinh đấy anh em, thì lấy con này cho nó thoải mái nha anh em nhé. Dòng này thì dòng Nhật siêu bền cho anh em rồi. Đó, giờ test nổ cho anh em nghe qua này. Giá 1.800.000 nha anh em nhé. F4 tiếp, hàng bãi Nhật tiếp. Đấy, con này cũng là mini gia đình cho anh em, cân nặng khoảng tầm 4kg. Đó, dòng này đến từ nhà thương hiệu Maruyama. Maruyama nhá. Công suất cũng là 31cc. Giá 1.850.000 nha anh em nhé. Đấy, Maruyama này. Đó, lam của nó sẽ dài là mặt cắt là được khoảng tầm độ gần 2 găng tay nhá. Gần 2 găng tay phần mặt cắt này. Đây anh em nhìn nhá. Đó. Lam xích là sử dụng xích mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều rồi. Đó, dòng này nó là hàng 1.850.000, thương hiệu Maruyama, máy Nhật bãi nha anh em nhá. Đây cho anh em nhìn này, toàn là chữ Nhật, tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên, có núm bơm sang phụ đầy đủ cho anh em này, cân nặng khoảng 4kg. Con này thì phù hợp cho anh em về cắt cành tỉa nhánh, cắt những cành cây bơ, cành cây cà phê đồ linh tinh, hoặc là anh em cắt những gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi, hoặc là bằng cái phích nước đổ lại cắt củi nấu rượu đồ linh tinh nha anh em nhá. Đấy, cân nặng khoảng 4kg, rất là nhẹ nhàng. Bơm xăng lên cái đã. Đó. Cái le ra để cho nó giật cho nó lên xăng đấy nhá. Đó, đẩy cái le vào. Máy Maruyama, máy nổ rất là nhạy luôn anh em nhá, nhỏ nhẹ nhẹ nhàng. Dòng này nó lấy thiết kế ý tưởng giống như ở dòng Komatsu Zenawatt G310 đấy anh em. G310 với con này là Komatsu Zenawatt thì nó hoàn toàn giống nhau nhá. Hai con đều có thể linh kiện ráp qua cho nhau được. Và dòng này thì nó là hàng hệ đời mới nên là đến nữa hỏng hóc phụ tùng thay thế rất là dễ dàng luôn anh em. Không cần phải lăn tan nhá anh em nhá. Đấy, máy móc tình trạng vẫn là đẹp luôn anh em. Đó. Rồi, F5 là một con máy cưa xích, cũng là hàng mini tiếp cho anh em sử dụng gia đình, đến từ nhà thương hiệu Tananka nha anh em nha. Tananka luôn anh em. Đó, đây, tem mác thì con này thì nó bên này nó bị mờ tí. Con này thì công suất khá lớn, công nghệ công suất 33cc nha anh em nhá. Đó, lam của con này sẽ dài là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35.
sử dụng là sái xích mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Đây là xích zin của nó này, còn như mới luôn anh em nha. Đấy, đặc biệt con này thì nó sử dụng là hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13, à khóa 10. Anh em thấy không? Rất là chắc chắn cho anh em rồi. Hàng này thì về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng bắp tay, bắp chân, bắp đùi và cái phích nước đổ lại. Hoặc là anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại nha anh em nha. Đấy, cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh, làm vườn làm rẫy đồ linh tinh nha anh em nha. Cân nặng khoảng tầm 4kg, 4,5kg gì đấy, cho anh em cầm đi làm vườn làm rẫy đồ linh tinh, hoặc là anh em cắt củi nấu rượu nha anh em nha. Đấy, con này thì nó là hàng máy Nhật bãi giá 1.950.000. Đó, 1.950.000 nha anh em nha. Anh em thấy ok cho anh em. Máy móc vẫn cứ gọi là ok cho anh em. Và dòng này thì cam kết nguyên zin nguyên bản 100%, anh em về sử dụng thì khỏi lăn tăn. Đấy, và phụ tùng thay thế rất là dễ dàng, đến nữa hỏng hóc ạ, cứ alo cho em, em cam đoan cho anh em là sẽ có phụ tùng nhá. Đó, qua con F6 này là một con máy cưa xích đến từ nhà thương hiệu Echo Kyrit 3300. Đấy, anh em rất là ưa chuộng dòng này đây, anh em thích dòng này cực kỳ đây. Dòng này thì nó là hàng nồi đồng cối đá cho anh em, đến từ nhà thương hiệu Echo thì nó cực kỳ bền luôn anh em nhé. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Lam của con này sẽ là mặt cắt là được khoảng tầm gang rưỡi tay phần mặt cắt. Đấy, 2 triệu đồng cho con này nha. Sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 này, Echo nha anh em nha. Anh em thấy không? Đây, 2 triệu đồng cho con máy này đây anh em. Mà hôm nay thì cái tem thì nó có ở cái phần chỗ này nữa, nhưng mà nó bị bay mất rồi. Lúc mà cửa hàng chúng em rửa bị bay mất rồi. Đây cho anh em nhìn nha, Made in Japan này anh em. Em thấy không? CS3300 nhá. Đây, Echo này. Đó, con này thì nó là hàng công suất to, nhưng mà vẫn trong phân khúc gia đình thì con này nó khá là ok rồi. Công suất 33cc, nòng bạc của nó là 38mm luôn anh em. Con này thì khỏe lắm, về cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại nha anh em nhá. Rồi, giờ tiết nổ. Anh em thấy không? Nghe cái tiếng máy nó nổ rất là lực cho anh em luôn anh em nha. Anh em lấy cái dòng này thì khỏi phải lan tan luôn. Vòng tua máy cao, máy khỏe, phụ tùng thay thế dễ dàng. Và dòng này rất là ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Anh em sử dụng dòng này rất là nhiều. Đó, em bán dòng này cực kỳ chạy luôn anh em. Anh em lên sóng, anh em rất thích cái ưa chuộng dòng này luôn. Rồi, qua con F7 này là một con máy cưa xích Shindaiwa khai thác tầm trung. Con này thì nó là hàng nồi đồng cối đá. Tại sao em lại nói con này nó là hàng nồi đồng cối đá? Bởi vì ấy, dòng này nó thiết kế cho anh em là lốc hợp kim nhôm, chứ không phải là lốc nhựa nha anh em nhá. Lốc hợp kim nhôm luôn anh em. Hàng này xin đây qua 352 này. Đấy, 2.700.000 cho con này nha. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13, làm 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35, là 350 đây. Xích là sử dụng xích min, xích trung 91. Xích này là một sợi xích mới em đã thay vào rồi. Đây là một sợi xích mới nhá, lên hoàn toàn miễn phí cho anh em. Đấy, đúng không, sao phụ đầy đủ hết cho anh em nha. 2.700.000 cho con này. Anh em ở dưới ngả miền Tây sông nước là có lẽ không còn xa lạ vì thương hiệu này nữa rồi. Anh em rất ưa chuộng và thích cái dòng này luôn. Đấy, anh em thích dòng này cực kỳ luôn đấy ạ. Đó, dòng này độ bền cao này, vòng tua máy khỏe này, anh em về sử dụng ấy, đôi khi cả ngày không vô tư gì luôn anh em nhá. Anh em dùng cả ngày thoải mái luôn anh em, tình trạng không có tình trạng nóng máy khó nổ luôn anh em. Đó, và phụ tùng linh kiện này thấy dễ dàng nha anh em nhá. Con này thì xài gia đình chuyên nghiệp hoặc là khai thác tầm trung. Nổ nghe tiếng máy nó rét cực kỳ luôn. Đó, dòng này nó lốc hợp kim nhôm luôn mà anh em biết rồi. Cái độ bền của nó rất là cao và anh em về sử dụng cả ngày 8 tiếng thoải mái cho anh em luôn anh em nhá. Anh em nào ấy có tiền, có kinh phí thì hãy lấy cho em cái con máy này, thì con này anh em về sử dụng thì khỏi phải lăn tan luôn anh em nhá. Rồi, cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một con máy hàng siêu phẩm này. Estin MS020. Made in Germany nhá, hàng của Đức 100%. 3.400.000 cho con này. Đó, anh em nhìn bên trong này, cam kết nguyên zin nguyên bản 100%. Anh em nào về sử dụng gia đình hoặc là sử dụng khai thác tầm trung thì lấy con này cho em. Lam còn chữ Estin luôn anh em nhé. Xích là xích trung 91 này, lam zin, xích zin, lốc hợp kim nhôm. Anh em thấy không, con này thì nó là hàng siêu tầm. Lâu lâu mới có một siêu phẩm như thế này thôi nhá anh em nhá. Bỏ cái tờ giấy này cho nó. Đấy, nhìn cho nó đẹp này anh em thấy không. Anh em nhìn thấy chưa? Ui xổi, nhìn cây lam của nó này. Còn chữ Estin luôn là anh em biết hiểu là con máy này như thế nào rồi đúng không? Đấy,
Dòng này thì nó là hàng bãi Đức 100%, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này. Công suất của con này là 36cc, nòng là 40mm cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung. Vòng tua của con này khá là cao và độ bền rất là ổn định bởi vì nó tích hợp cho anh em lốc hợp kim nhôm. Lốc hợp kim nhôm này thì nó chịu nhiệt rất là tốt, anh em làm một ngày 7-8 tiếng liên tục không cần phải là xin lan tan cái gì anh em nhá. Giá thành ấy ạ. Đấy, con này ấy ạ, nòng lớn, máy đẹp nhưng mà bán bằng giá máy xấu, không lề lên giá anh em nhá, giá vẫn 3,4 cho anh em. Anh em không tin anh em cứ tham khảo hết đi cả chúng em xem là biết cái dòng Estin không hay không, rồi bây giờ giá thành nó ra như thế nào. Đấy. Và cả chúng em ấy ạ, bán giá vẫn như thế nhưng mà máy của bên em thì sẽ cam kết cho anh em là toàn là máy đẹp. Anh em nhìn tem mác là còn biết rồi. Anh em nhìn là biết rồi đúng không? Đấy. Không cần phải nói nhiều. Nổ nghe tiếng máy rất là lực lưỡng luôn anh em nhé. 3,4 cho con máy F8 này. Vâng, và rồi cả chúng em đã giới thiệu cho anh em 8 con máy cơ xích. Anh em ưng con nào thì chỉ cần đọc cho em cái mã là anh muốn mua con F mấy là được nha. Và cho em xin tên, địa chỉ, số điện thoại em ship đến tận nhà cho anh em luôn. Ship trong toàn lãnh thổ Việt Nam nha anh em nhé. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.